đêm tùng kinh Pháp Hoa, tiếng sao đồng tinh hà, địa cầu vừa tịnh thức, mặt đất bọng đấm hoa. Đêm tùng kinh Pháp Hoa, bạo tháp hiền chói loàn, khắp trời Bồ Tát hiền, tay Bụt trong tay ta. Nam mô Pháp Hoa, hồi thường Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa, hồi thường Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa, hồi thường Phật Bồ Tát. Kinh Pháp Hoa phẩm thứ 28, phẩm sự khuyến khích của Bồ Tát Phổ Hiền. Bây giờ bằng thần lực rất tự tài và danh tiếng đầy uy đức của mình, Đại Bồ Tát Phổ Hiền với sự tháp tùng của các vị Đại Bồ Tát nhiều đến vô lượng, vô biên không thể tính kể, từ hướng đông mà đến đại hội này, những thế giới hệ mà Ngài đã đi qua đều chấn động sáu cách. Mưa xuân hoa sang quý bảo, và tàu lên hàng ức chủng loài nhạc khí, theo hầu báo quanh ngài còn có một đại chúng, gồm có tám bộ mà ai cũng biểu hiện uy đức và thần lực, khi đến linh sơn của thế giới hề này, ngài đem đâu mặc lại ngàn chân đức Thế Tôn, và theo chiều bên phải đi quanh ngài. Ngài đi quanh Đức Thế Tôn bảy vòng, rồi thưa bạch Đức Thế Tôn: Từ cõi Phật của đấng bảo uy đức thường vương Như Lai, con xa nghe tài thế giới hệ khám nhận này Đức Thế Tôn, tuyên thuyền Pháp Hoa nên cùng với vô lượng vô biên Bồ Tát, con đến đây để lắng nghe và tiếp nhận. Kính xin Đức Thế Tôn dạy cho con được biết, sau khi ngài nhập diệt thì thiện nam thiện nữ trong thời kỳ ấy làm sao để có được Pháp Hoa. Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Phổ Hiền:
thiên nam thiên nữ nào có bảy bốn yếu tố sau đây thì sau khi Như Lai nhập diệt vẫn được pháp hóa. Một là được chư phân giữ gìn, hai là gieo trồng gốc rễ công đức, ba là đã ở vào nhóm người cố định theo chánh pháp, bốn là phát nguyện cứu độ chúng sinh thiện nam hay thiện nữ nào có bốn yếu tố như vậy thì Như Lai nhập diệt rồi cũng vẫn chắc chắn có được pháp hóa. Đại Bồ Tát Phổ Hiền thưa bạch Đức Thế Tôn, 500 năm sau trong thời kỳ dữ dội vận đục ấy, có ai tiếp nhận kính dự pháp hóa thì con sẽ hộ trì bằng cách trừ khử suy biến tai họa cho những người này được yên vui. Con làm cho không một kẻ nào dò xét tìm kiếm mà được cơ hội thuận tiện để quấy phá những người này. Ma vương con trai, ma vương con gái, ma vương dân, ma vương kẻ bị, ma vương phù nhập quỷ ăn thịt người, quỷ bào ác, quỷ ăn tinh khí. Quỷ ăn tinh chất, quỷ điên cuồng, quỷ thấy chết, quỷ xú ê, kẻ dùng chú tạo ra quỷ thấy chết và những kẻ cùng loài. Tất cả những kẻ quấy phá nhân loài trên đây không ai có được cơ hội thuận tiện. Những người này hoặc đi hoặc đứng mà đọc tùng pháp hoa thì lúc ấy còn cởi voi chúa sắc chẳng có 6.000 cùng càng đại Bồ Tát đến tại chỗ ma sư. Ma tư biểu hiện thân minh để hiện cũng hộ trì và an ủi tâm trí cho những người này, lại để hiện cũng kinh pháp hóa những người này ngồi ma tư duy ý nghĩa pháp hóa thì lúc ấy con cũng cởi vòi chúa sắc trắng mà biểu hiện trước mắt để nếu những người này có quên mất một câu hay một bài chỉnh cũ nào của kinh pháp hoa thì con sẽ chỉ dạy và cùng đọc tùng cho những người này thông suốt như cụ. Những người đọc tùng kính dự pháp hoa này được thấy thân con thì vô cùng hoan hỷ, càng thêm tin tiến và nhờ thấy thân con mà tức thì được định lại được các tổng trì tên là tổng trì xoay chuyện. Tổng trì xoay chuyện vô số tổng
trì nghệ thuật thuyết pháp được các tổng trì mà đại loại là như vậy. Bạch Đức Thế Tôn 500 năm sau trong thời kỳ dữ dội vật đục đối với Pháp Hoa mà Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni U Bà Tắc và U Bà Di bốn chúng ấy có ai tìm kiếm cho được, ai tiếp nhận ghi nhớ, ai đọc xét văn nghĩa, ai tùng được thuộc lòng, ai sao chép ấn hành. Và muốn tu tập về kinh ấy thì trong 3 tuần 7 ngày hãy nhất tâm mà tinh tiến trong vẹn 3 tuần 7 ngày. Rồi con cười voi trắng sau ngã có vô lượng Bồ Tát bao quanh đem cải thân hết thảy. Chúng sinh ai cũng thích nhìn mà biểu hiện trước mắt và thuyết pháp cho những người này với đủ cách trình bày thuyết phục khuyến khích và tán thưởng. Con lại có những người này một bài, con lại cho những người này một bài tổng trì minh chú. Được bài tổng trì minh chú ấy thì không có một kẻ không phải loài người nào mà quay phá được, cũng không bị mê hoặc rối loạn vì người khác phải. Con cũng đích thân hộ trì cho những người này một cách thường trực. Kính xin Đức Thế Tôn cho phép con tuyên thuyết bài tổng trì minh chú ấy. Đội trưởng Đức Thế Tôn Đại Bồ Tát Phổ Hiền liên nói tổng trì minh chú: An đàn địa đàn đa ba địa đàn đà ba đế đàn đà tu sa lê đàn đà tu đa lê tu đà lê tu đà la ba đệ Phật Đà Ba Diệu Đề Tăng Ba Đà La Ni A Bà Đà Ni Tán Ba Bà Xá A Bà Đà Ni Tu A Bà Đà Ni Tăng Gia Bà Lý Xóa Ni Tăng Gia Niệt Gia Hà Ni A Tăng Kỳ Tăng Gia Ba Gia Địa Đế Lệ A Đoà Tăng Già Đâu Lược A Ra Đề Bà Ra Đề Tát Bà Tăng Đa Địa Tam Ma Địa Già Lan Địa Tán Ba Đán Ma Tu Ba Ly San Đề Tán Bà Tát Đoà Lô Đa Kiếu Sa Lược A Nâu Đa Già Địa Tăng A Tỳ Can Lý Địa Đề An Đan Đề Đàn Đà Ba Tỳ Đàn Đà Ba Ta Đi Đàn Đà Cú Sa Lê Đàn Đà Su Đà Đi Su Đà Ni Su Đà Ra Ba Tỳ Bù Đà Bát Gia Nê Sa Pha Đà Ra Ni A Va Ta Đi Sa Va Ba Sa Ya Văn Ta Nê Su A Văn Ta Nê Sam Ga Ba Rít Sa Ni Sam Ga Ni Ga Ta Ni A Sam Ghe Sam Ga Ba Ga Tê Trà Đoá Sam Ga Tu Lý Ya Sa Va Sam Ga Sam Ma Ti Răn Tê
sa va ra ma su ba ri si te sa va xoan toa ru ta khao sa li ya nu ga te sim ma vin ri di te a na va te va ta ni va ta ni xoan a bạch đức thế tôn vị bồ tát nào nghe được tổng trì mình vô ấy thì nên biết đó là do thật lực phổ hiền pháp hoa mà lưu hành được từ tại đại lục diêm phù và có ai tiếp nhận kinh dự thì nên nghĩ toán là do thần lực phổ hiền. Có ai tiếp nhận ghi nhớ đọc sạch văn nghĩa tùng được thuật lòng nhớ nghĩ chính xác lý dạy nghĩa ý làm đúng kinh dạy thì nên biết người ấy đi theo đường đi phổ hiền nơi chỗ vô lượng vô biên chư Phật đã gieo trồng rất sâu sắc công để pháp lành và được chư Phật đưa tay xoa đâu ai chỉ cho sao chép ấn hành pháp hóa thì người ấy mang chúng là xin lên tầng trời đáo lời tam vàng bốn ngàn thiên nữ hiện tấu kích nhạc mà đón rước người ấy tức khăn đôi mũ làm bằng bảy thứ quý báu quý thích giữa các thiên nữ ấy chỉ rao chép ấn hành pháp hoa mà đã như vậy huống chi tiếp nhận ghi nhớ đọc sạch văn nghĩa tùng được thuộc lòng nhớ nghĩ chính xác lễ giải nghĩa ý làm đúng kinh dạy nên đối với pháp hoa ai tiếp nhận ghi nhớ đọc sạch văn nghĩa tùng đường thoáng lòng lễ giải nghĩa ý thì người ấy mạng chúng là được ngàn đức Phật trao tay cho làm cho không còn sợ hãi không xa vào đường dự và tức khắc xin lên tầng trời đâu xuất chỗ Đức Di Lặc vì đại thì có 32 tượng đài trưởng phú có chúng đại Bồ Tát bao quanh có trăm ngàn vàng ức thiên nữ làm tùy thuộc có những ít lời như vậy nên người có trí hãy kinh cẩn mà địch thân sao chép ấn hành khuyên người sao chép ấn hành kinh cẩn mà tiếp nhận ghi nhớ đọc sạch văn nghĩa tùng đường thuộc lòng nhớ nghĩ chính xác làm đúng kinh dạy bạch đức thế tôn chính con đem thần lực của con mà giữ gìn pháp hòa làm cho kinh này sau khi đừng thề tôn nhập diệt vẫn được lưu hành rộng rãi tại đại lục diêm phù
không bị tuyệt tích. Khi ấy Đức Thế Tôn tán dương rằng tốt lắm Phổ Hiền, tốt lắm viên đại sĩ giữ gìn Pháp Hoa mà ít lời yên vui rất nhiều. Cho bao nhiêu chúng sinh đại sĩ đã hoàn thành công đức ngoài tâm nghĩ bàn, và từ bi vĩ đại sâu xa đã phát tâm nguyện tuệ giác vô thường liên tục từ xa xưa cho đến bây giờ. Vậy mà bây giờ đại sĩ vẫn phát tâm nguyện đem thân lực Phổ Hiến giữ gìn Pháp Hoa Như Lai, đem thân lực của Như Lai mà giữ gìn, gìn cho những người trí niệm danh hiệu Phổ Hiến. Phổ Hiến đối với Pháp Hoa, người nào tiếp nhận ghi nhớ đọc sách văn nghĩa tùng được thuộc lòng, nhớ nghĩ chính xác làm đúng kinh dạy sao chép ân hành, thì đại sĩ nên biết người ấy thấy ta Thích Ca Như Lai và như từ miệng ta mà nghe kinh Pháp Hoa này, nên biết người ấy hiện cùng ta Thích Ca Như Lai, nên biết người ấy được ta Thích Ca Như Lai khen rằng tốt lắm, nên biết người ấy được ta. Thích Ca Như Lai đưa tay xoa đầu, nên biết người ấy được ta. Thích Ca Như Lai đem pháp ý che phụ, người ấy không còn ham thích lạc thú thế tục, không ưa thích kinh sách văn bút của ngoài đạo, cũng không thích thân gần bạn thân của họ, không thích thân gần những kẻ hành nghe tội ác như kẻ thờ thịt, kẻ chẳng nuôi heo dê gà chó, kẻ thờ săn kẻ buôn bán nữ sắc, người ấy tâm ý chân chất ngay thẳng, có sự nhớ nghĩ chân chính, có rất mạnh phúc đức, không bị ba thứ độc tố quấy phá, không bị quấy phá bởi sự ganh ghét, bởi sự kiêu ngạo, vì bản ngã bởi sự kiêu ngạo, vì tư thế điều ác đã làm bởi sự kiêu ngạo, vì chưa được mà tự cho đã được. Người ấy ít ham muốn biết vừa đủ, có năng lực tu hành theo đường đi Phổ Hiền. Phổ Hiền Như Lai nhập diệt rồi 500 năm sau, ai thấy người đọc tùng kính dự Pháp Hoa thì nên nghĩ người ấy không bao lâu sẽ đi đến Bồ Đề Tràng, chiến thắng các đạo mà quân thu hoạch, tuệ giác vô thường chuyển đầy bệnh xa, chánh pháp đánh trong chánh pháp, thổi loa chánh pháp,
mưa nước danh pháp ngồi trên pháp tòa, sư tử ở giữa đại hội. Càng chung chư thiên và nhân loại bao gồm trong đó phổ hiền. Thời kỳ sau này ai đọc tùng kính dự pháp hòa thì người ấy hết còn tham lam vương mắc vào đồ mặc, đồ nắm, đồ ăn, đồ uống và những vật giúp cho đời sống. Người ấy ước nguyện gì cũng không vô hiệu quả, ngay trong đời này mà đã nhận được kết quả của phước đức. Ai khinh chê người ấy nói người ấy khùng, làm việc có ít rốt của không được gì đâu. Khinh chê như vậy thì kết quả tai hại là đời đời không mắc ai hiện cũng ca tụng người ấy thì ngay trong đời này đã được kết quả hiện thực. Ngược lại thấy người kính dự pháp hóa mà chỉ trích lầm lỗi qua người ấy thì thật hay không thật, vì người chỉ trích cũng bị phung hủy. Ngay trong đời này ai chê người ấy thì đời đời răng và răng hàm vừa thưa vừa thiếu, môi sâu mũi xẹp, tay cong chân quèo, mắt lẻ thân thể hồi thối gai một, máu mủ bùng thụng hơi hụt, bị những binh nặng và dữ như vậy thế nên phố hiền. Thấy người kinh dự pháp hoa thì nên đừng dậy mà đón từ xa, nên kính như kính Phật. Khi Đương Thế Tôn nói phẩm sự khuyến khích của Đại Bồ Tát thì phổ hiền, thì vô lượng vô biên Bồ Tát đồng đẳng với số can của sông Hằng được tổng trì xoay chuyện vô số. Càng Bồ Tát đồng đẳng với số bụi của đại thiên thế giới được trọn đường đi phổ hiền. Khi Đương Thế Tôn tuyên thuyết hoàn tất kinh diệu pháp liên hóa thì chư vị Bồ Tát mà đứng đầu là Đại Bồ Tát Phổ Hiền, chư vị Thánh Văn mà đứng đầu là Tôn giả Xá Lợi Phất, cùng với các chúng nhân loại và loài khác toàn thể đại hội đều cực kỳ hoan hỷ tiếp nhận ghi nhớ lời Đức Thế Tôn dạy đặt lễ ngài mà cao nghe thoại. Kết thúc tụng kinh pháp hoa, chúng con xin hồi hướng nghe vàng ức thời kỳ không thể nói được, mới đường có lúc Phật nói pháp hoa. Vàng ức thời kỳ không thể nói được, mới đường có lúc nghe nói pháp hoa. Chúng con nương nhờ Phật pháp tăng lực
mới được trí tùng. Nhiều pháp liên hoa chúng con nguyện đem công đức như vậy hiện khắp tất cả các loài chúng sinh, cầu cho chúng con cùng với chúng sinh đều được thanh tu tuệ giác chư Phật. Kính lạy kính diệu pháp liên hoa, bản kinh của tuệ giác bình đẳng vĩ đại, bản kinh dạy cho Bồ Tát và được Phật giữ gìn. Kính lạy tất cả pháp bảo trong quốc độ này và trong mười phương quốc độ. Kính lạy Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Giáo Chủ Bổn Sư đã tuyên thuyết kinh Pháp Hoa. Kính lạy Đức Đa Bảo, Đức Phật đã làm chứng cho kinh Pháp Hoa toàn là chân thật. Kính lạy Đức Di Lặc, Đức Phật Đương Lai đã phát khởi kinh Pháp Hoa và tiếp dẫn những người hành trì Pháp Hoa vạn sinh đâu xuất tịnh độ. Kinh lạy tất cả Phật bảo trong kinh Pháp Hoa trong quốc độ này và trong mười phương quốc độ. Kính lạy Bồ Tát Văn Thù Vị Pháp Sư Pháp Hoa. Kính lạy Bồ Tát Phổ Hiền Vị Khuyên Pháp Pháp Hoa. Kính lạy Bồ Tát Quan Âm Vị Đại Sĩ Toàn Diện. Kính lạy tất cả tăng bảo là các vị Bồ Tát, các vị duyên giác và các vị thánh văn trong kinh Pháp Hoa trong quốc độ này và trong mười phương quốc độ. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, tiếng sao đồng tinh hà địa cầu vừa tỉnh thức, mặt đất bọng đơm hoa. Đêm ma tụng kinh Pháp Hoa, bảo tháp hiện chói lòa, khắp trời Bồ Tát thiền tay bụt trong tay ta. Thiên nga tô la nhường khoa đặng lại thính pháp và ứng chỉ tâm ủng hộ Phật Pháp sự trương tồn. Càng càng cần hành thế tôn giáo chư hồ tín đồ lại chỉ thử hoặc tại địa thượng mà cứ không thường ư nhân thể khởi từ tâm trụ già thương. Tín ni pháp đồ nguyện chư thế giới thương an ổn vô biên phước trí ích quảng sanh. Sở tại chương thần theo trừ viện ly chúng khổ quỷ viên tình hẳn dùng giới hướng đo ân thể thương tri định phúc dị từ thân Bồ Đề. Nhiều âm biến trang nghiêm tùy sở trụ sư thương an lạc tri tụng kinh thâm diệu tạo công đức vô biên. Cho chúng sinh mọi miền pháp
môn sinh nguyện học ân nghĩa xin nguyện đền phiền não xin nguyện đoàn quả bụt xin chứng nên Nam Mô A Di Đà Phật. Phần 28 phẩm bản kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa đã được đọc tụng tại chánh điện Đức Tam Bảo Thủy Ứng. Hôm nay là kết thúc. Theo Hòa Thượng Thích Trí Quang thì Ngài vì thấy quan trọng của phẩm Phổ Hiền nên Ngài có lược dịch trích phẩm Phổ Hiền trong kinh Pháp Hoa. Chúng tôi sẽ tụng thành một buổi để ghi âm riêng. Và sau cái phẩm Phổ Hiền thì có cái phẩm là Toạt Yếu Pháp Hoa, gần như là lược dịch lại 28 phẩm, sẽ tụng khoảng 2 tiếng đồng hồ. A Di Đà Phật kính nguyện cho những ai nghe được kinh Pháp Hoa này cũng được công đức như người trì tụng và được công đức như những gì trong kinh Pháp Hoa để diễn tả. Nam Mô A Di Đà Phật.